Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật gian, ta mặc tình dấu chơi. Kính chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang xem video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và review những sản phẩm audio cao cấp tuyển chọn được cập nhật hàng ngày trên hai kênh chính thức, đó là kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn và kênh Facebook Tiến Dũng Audio Sài Gòn vào lúc 11 giờ trưa. Và vâng, thưa quý vị và các bạn, trong thời gian làm việc và phục vụ anh em trên mọi miền Tổ quốc, những anh em đam mê âm thanh thì rất nhiều cuộc gọi cũng như tin nhắn hỏi Tiến Dũng là một dàn âm thanh thì thiết bị nào được quyết định nhiều nhất, có thể phân bổ cái tài chính cũng như phân bổ cái nhiệm vụ của âm thanh, các dàn âm thanh ra thành phần trăm thì chúng ta nên phân bổ như thế nào. Và chính vì vậy ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ làm clip ngắn này để nói về phân bổ các dàn âm thanh cho hợp lý. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Và vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đều biết là một dàn âm thanh thì được quyết định bởi rất nhiều yếu tố. Yếu tố nguồn phát là nơi phát ra âm thanh, yếu tố âm ly là nơi khuếch đại tín hiệu âm thanh, và yếu tố loa là nơi bức xạ âm thanh dạng điện sang dạng âm thanh, dạng sóng âm thanh để chúng ta có thể nghe được. Và một dàn âm thanh thì chúng ta cần có những thiết bị cơ bản như sau. Như các anh em đều biết là hồi xưa, tức là cách đây vài năm đổ về trước thôi, thì cái nguồn phát của chúng ta là những đầu VCD, đầu DVD, đầu 5 số hoặc đầu CD. Những thiết bị này là những thiết bị đọc đĩa CD hoặc DVD hoặc đĩa 5 số. Chúng ta mua cái đầu đó về thì đó gọi là cái nguồn phát. Chúng ta mua đầu về thì bỏ đĩa vào và cái đầu này sẽ đọc đĩa ở dạng số và giải mã ra tín hiệu âm thanh ở dạng analog. Thì từ đây chúng ta có được một âm thanh thuần analog. Tín hiệu này được truyền dẫn đến âm ly, từ âm ly khuếch đại âm thanh lên hàng ngàn lần, sau đó sẽ truyền dẫn ra loa. Thì đó là những thiết bị cách đây vài năm. Và gần đây thì như các anh em đều biết là những thiết bị giải mã DAC đã chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường. Những thiết bị giải mã DAC này thì anh em cũng hình dung đơn giản giống như là một đầu đĩa. Một đầu đĩa thì chúng ta đưa cái đĩa quang vào, tín hiệu số nằm ở trên đĩa, và đầu đĩa này sẽ đọc tín hiệu số và giải mã ra âm thanh dạng analog. Còn đối với một đầu giải mã DAC thì có chức năng tương tự, nhưng chúng ta không dùng đĩa nữa mà dùng cổng optical từ TV Ethernet, tức là cổng quang, hoặc cũng có những thiết bị là nhận tín hiệu ở dạng Bluetooth, truyền dẫn không dây từ các điện thoại truyền dẫn vào đây. Sau đó những thiết bị này sẽ giải mã ra âm thanh dạng thuần analog. Thì ở đây chúng ta gọi chung cái đầu CD, đầu 5 số hay đầu giải mã DC, chúng ta gọi chung là nguồn phát. Nguồn phát là nơi phát ra âm thanh đầu tiên. Thì từ cái nguồn phát này thì chúng ta cần phải có cái hệ thống dây dẫn truyền dẫn cái tín hiệu này. Chúng ta thường gọi là dây AV hoặc dây dắt RCA. Dây dẫn này chúng ta sẽ truyền dẫn tín hiệu analog từ giải mã DC hoặc từ đầu đĩa, chúng ta gọi chung là nguồn phát, nói chung truyền dẫn từ nguồn phát đến âm ly. Và cái thiết bị âm ly là một cái thiết bị rất đặc biệt. Âm ly có nhiệm vụ là khuếch đại tín hiệu âm thanh lên hàng ngàn lần, sau đó tín hiệu này được truyền dẫn ra loa bởi dây loa, và loa sẽ có nhiệm vụ là đổi tín hiệu điện thành tín hiệu dạng cơ học, bức xạ sóng âm thanh ra ngoài không gian và chúng ta có thể nghe được âm thanh từ đó. Ngoài ra thì với nguồn phát truyền dẫn đến âm ly thì một số thiết bị chúng ta sẽ cần nữa, đó là thiết bị hỗ trợ, ví dụ như là equalizer dùng để tăng giảm các tần số âm thanh, làm cân bằng âm thanh, làm cho chúng ta có cảm giác âm thanh nó lung linh hơn. Hoặc một thiết bị nữa mà anh em thường dùng đó là một vang số hoặc vang cơ, thì nhìn chung đây là một cái thiết bị trộn âm mixer. Thiết bị này trộn âm thanh lại để với mục đích chúng ta có thể hát karaoke được. Và một số thiết bị nữa, ví dụ như là subwoofer là loa siêu trầm, là những dòng loa có thể hỗ trợ tiếng bass làm cho âm thanh nó mạnh mẽ lên. Thì đó là một quy trình cơ bản của một dàn âm thanh cần có. Thì để chia cái tầm quan trọng của các thiết bị này
thì chúng ta sẽ chia cơ bản như sau. Nguồn phát là nơi phát ra âm thanh. Những thiết bị nguồn phát này được quyết định là 20% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn. Âm ly là thiết bị khuếch đại âm thanh, làm cho âm thanh mạnh mẽ lên. Và âm ly cũng có chức năng để can thiệp làm cho chúng ta chỉnh bass, chép hay lau nét v.v. làm cho âm thanh lung linh lên. Quyết định chất lượng âm thanh trong dàn âm thanh là 30%. Và thiết bị còn lại đó là loa. Loa được quyết định 30% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn. Những thiết bị còn lại là dây dẫn, là nguồn điện, là các hệ thống chống nhiễu v.v. quyết định 15-20% còn lại. Và đặc biệt Tiến Dũng xin lưu ý đến quý vị là dây dẫn. Dây dẫn là dây truyền dẫn từ thiết bị này đến thiết bị kia. Dây dẫn quyết định khoảng 10% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn. Chúng ta có một âm thanh tốt rồi, nhưng nếu dây dẫn của chúng ta truyền dẫn bị suy hao tín hiệu trên đường truyền thì cũng làm cho âm thanh kém hay đi. Và đặc biệt trên đường truyền nó không có khả năng kháng nhiễu thì cũng làm cho âm thanh nó thiệt thòi đi rất nhiều so với những dàn âm thanh anh em đã bỏ rất nhiều tiền ra để mua vài chục triệu, hàng trăm triệu, thậm chí 200-300 triệu một bộ dàn âm thanh. Nếu như anh em không đầu tư những dàn dây dẫn tốt thì cũng rất là thiệt thòi cho các dàn âm thanh mà mình đã mua rất đắt tiền, phải không nào? Và như anh em đều biết là cái dây dẫn trên thị trường thì hiện nay có rất nhiều các dòng dây mới, các dòng dây hàng hiệu, như các dòng dây nọc đó, như các dòng dây cạp đác, như các dòng dây Vanderhill của Mỹ và của châu Âu thì không hề rẻ. Và với những dòng dây dẫn này thì khi chúng ta mua thì cũng hàng chục triệu một bộ, cho đến hàng vài chục triệu, thậm chí hàng vài trăm triệu một bộ dây dẫn. Và đối với anh em bình dân hơn thì sử dụng dây dẫn hàng bãi, tức là hàng đã qua sử dụng. Thì với dây dẫn hàng bãi loại đúng bãi xịn từ trời Tây đem về thì cũng không hề rẻ, cũng chục triệu hoặc vài chục triệu một bộ dây. Và chính vì vậy nên ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một dòng dây dẫn cho chất lượng âm thanh, chất lượng châu Âu với mức giá rất vừa túi tiền. Tiến Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm này ngay bây giờ. Với các dòng dây dẫn thì rất quan trọng. Với dây dẫn là quyết định 10% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn. Và như anh em đều biết là dây dẫn thì được chia ra làm hai loại. Một là dây tín hiệu, hai là dây loa. Dây tín hiệu là dây truyền dẫn từ nguồn phát đến âm ly, từ nguồn phát đến vang, hay từ nguồn phát đến equalizer, tức là lọc xì. Và tiếp theo là truyền dẫn từ vang hoặc lọc xì xuống âm ly, hoặc truyền dẫn xuống cục đẩy công suất, tức là man power. Và một loại dây dẫn thứ hai thì được gọi là dây loa. Dây loa là dây truyền dẫn từ âm ly ra loa, truyền dẫn từ man power, tức là cục đẩy công suất ra loa. Và ngày hôm nay thì Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một thương hiệu nổi tiếng về thiết bị dây dẫn đến từ châu Âu, đó là dây dẫn Pro N hàng Made in Italy. Với dây dẫn này thì Tiến Dũng đã ship trực tiếp từ trời Tây, từ Amazon về đây. Thương hiệu Pro N là thương hiệu chuyên về thiết bị dây dẫn nổi tiếng châu Âu. Và với dây dẫn này thì sử dụng với đồng siêu dẫn nguyên chất. Dây này rất mềm, dẻo và truyền dẫn tín hiệu rất tốt, không bị suy hao tín hiệu trên đường truyền, và đặc biệt cho âm thanh đều, ba giải, rõ nét. Tín hiệu sẽ không bị nhiễu, sẽ không bị ù xì khi anh em sử dụng với dây dẫn loại tốt như ở đây Tiến Dũng đang phục vụ. Dây này thì Tiến Dũng đã thi công lên các dòng dây dẫn sau đây. Với sản phẩm mà Tiến Dũng đang cầm trên tay đó là dây AV, hay còn gọi là dây bông sen, dây RCA. Dây này Tiến Dũng thi công lên hai sợi song hành left right, có đen có đỏ. Và dây này thì được truyền dẫn từ nguồn phát đến âm ly, hoặc từ nguồn phát đến equalizer, v.v. Và một dòng dây dẫn thứ hai mà Tiến Dũng đã thi công lên đó là dây ba lăng. Dây ba lăng hay còn gọi là dây cân bằng âm thanh, hay nhiều em còn gọi là dây ba chân. Với dây dẫn này thì rất nhiều thiết bị sử dụng, ví dụ như từ các
đầu rẻ mã hoặc từ các đầu CD cao cấp xuất ra ở dạng ba lăng, và những âm ly đời mới nhất nhận vào tín hiệu dạng jack ba lăng như thế này, truyền dẫn bằng dây ba lăng cân bằng âm thanh thì âm thanh sẽ rất tốt. Và một loại dây dẫn nữa mà Tiến Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là các dòng dây dẫn ba lăng chuyển đổi ra RCE, tức là chuyển đổi từ jack ba chân, jack ba lăng chuyển đổi ra bông sen. Dây dẫn này thì phù hợp với những anh em sử dụng với các đầu giải mã cao cấp, các đầu CD cao cấp và truyền dẫn đến âm ly, những dòng âm ly không có jack ba lăng mà nhận vào là jack RCA, hoặc truyền dẫn từ vang số hoặc vang cơ truyền dẫn đến âm ly hoặc truyền dẫn đến cục đẩy công suất. Đây là ba loại dây dẫn tiêu biểu và rất phổ biến trên thị trường. Với các thiết bị thì chúng ta đều cần các dòng dây dẫn này. Và với các dòng dây dẫn này thì Tiến Dũng thi công lên 3 kích thước như sau. Một là dây AV, dây ba lăng và dây ba lăng da bông sen. Loại 0,8m mức giá 450.000. Loại 1m mức giá 500.000. Loại 1,2m mức giá 550.000. Và loại 1,5m mức giá 600.000. Và Tiến Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn dây dẫn tín hiệu micro. Đây là dây dành cho những micro loại có dây. Với dây dẫn này thì được thi công lên bằng dây Pro N của Ý, đồng siêu dẫn nguyên chất. Dây này được thi công lên với kích thước chuẩn quốc tế là có chiều dài 5m, một đầu là ba lăng và đầu còn lại là jack 6 ly. Dây này có chiều dài 5m. Tiến Dũng phục vụ anh em với mức giá 500.000 một bộ. Tương tự như vậy là các dòng dây Pro N của Ý, nhưng đây là dây loa. Anh em nên lưu ý là dây loa nó khác và dây AV nó khác. Nhiều anh em tôi để ý là thấy hay bị nhầm lẫn ở hai vấn đề này. Dây loa là dây truyền dẫn từ âm ly hoặc từ cục đẩy công suất ra loa. Và đây cũng là thương hiệu Pro N Made in Italy đến từ châu Âu. Và dây dẫn này thì Tiến Dũng đã thi công lên các đầu rắc dạng rắc bắp chuối. Tương tự như vậy là rắc dạng rắc mỏ chim hoặc rắc càng cua. Dây này Tiến Dũng đã thi công lên chuẩn quốc tế, mỗi bên 2,5m. Được thi công lên rắc càng cua, rắc mỏ chim và rắc bắp chuối. Với dây dẫn này mỗi bên 2,5m, một bộ như vậy là 2 sợi, mỗi bên 2,5m. Mức giá 800.000 trên một bộ. Và trong video đặc biệt này Tiến Dũng sẽ dành ra 30 phần ưu đãi đặc biệt cho 30 đơn hàng đầu tiên. Anh em khi mua một bộ dây loa với mức giá 800.000 và ví dụ như một bộ dây AV mức giá 500.000, tổng hai món là 1.300.000, Tiến Dũng sẽ ưu đãi giảm giá cho sản phẩm thứ hai 50.000, mức giá giảm 50.000, chỉ còn lại 1.250.000. Tiến Dũng sẽ bao luôn phí ship cho 30 đơn hàng đầu tiên. Anh em sẽ nhận hàng tại nhà và thanh toán tiền tại nhà mình. Và để mua dây dẫn này thì thủ tục rất đơn giản. Anh em chỉ cần gọi điện hoặc nhắn tin cho Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Tiến Dũng sẽ hồi âm và sẽ ship hàng đến tận nhà COD 100%. Anh em sẽ nhận hàng tại nhà mình, kiểm tra đúng hàng như vậy, thanh toán tiền cho bên vận chuyển. Và với dây dẫn này thì Tiến Dũng còn thi công lên nhiều kích thước khác nhau. Anh em quan tâm cần cái nhu cầu độ dài bao nhiêu và những rắc được kết nối như thế nào thì Tiến Dũng đặt hàng, Tiến Dũng sẽ thi công với anh em. Và cuối cùng thì Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Anh em quan tâm sản phẩm hãy nhanh tay liên hệ với một trong hai số điện thoại trên màn hình. Tiến Dũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.